Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua tập 1 của câu chuyện phòng chứa đồ tại bệnh viện. Chúng ta thấy nhân vật Mai của chúng ta đang dính tới những cái vấn đề tâm linh. Còn cụ thể nó như thế nào thì nó chưa có cái gì rõ ràng cả. Sẽ tiếp tục theo dõi ở những tập tiếp theo. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập. Anh chị em đừng để bỏ lỡ tập nào. Và ngay bây giờ thì hãy ấn vào nút like, nút chia sẻ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với tập 2 của phòng chứa đồ tại bệnh viện. Hơn 5 giờ chiều, Lan quay về nhà rồi cùng mẹ sang bên nhà chú Bình để thắp cho chú nén nhang. Thấy tâm trạng của con gái có vẻ không tốt nhưng bảo Huệ không hỏi. Bà cho rằng là con gái đang xúc động trước sự mất mát của gia đình chú Bình. Cắm 3 nén nhang lên bát, nhang đã bắt đầu cháy, lập lòe đỏ đầu. Lan lẩm bẩm khấn vái gì đó. Điều bất ngờ xảy ra là đột nhiên cái bát nhang bốc cháy bừng bừng trước sự ngỡ ngàng và kinh hãi của cả bà Huệ lẫn cô Minh. Về phần mình, Lan không nói một lời rồi quay trở về nằm nghỉ. Ngay cả cơm tối cô cũng không buồn ăn. Sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi Lan dắt xe ra ngoài để đi làm thì thấy ở bên nhà chú Bình xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát. Tiếng còi hú inh ỏi làm huyên náo cả một khu phố. Có rất nhiều người ùa ra xem, giật mình khi thấy cô Minh bị những người công an còng tay đưa lên xe thùng. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, khi kết quả điều tra lại của vụ án được công bố, cả khu phố đều bất ngờ. Họ chẳng thể ngờ được rằng chú Bình không phải là vì bị tai nạn mà chết, mà là do chính vợ mình, cô Minh và tình nhân của cô ta lên kế hoạch sát hại. Động cơ gây án của hai kẻ sát nhân chính là do mối tình vụng trộm của họ đã bị chú Bình phát hiện. Không chỉ như vậy, cơ quan điều tra còn cho rằng hai kẻ này đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân từ lâu. Vì trong quá trình điều tra, họ phát hiện chú Bình còn có một hợp đồng bảo hiểm có giá trị lớn, mua cách đây 5 năm. Người đứng tên thụ hưởng khi chú Bình xảy ra bất chắc không ai khác chính là vợ và con mình. Biết được hết những chuyện này, bà con khu phố oán trách cô Minh một thì thương xót cho chú Bình 10. Một người đàn ông hiền lành tử tế tưởng như sẽ có một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà cuối cùng đó cũng chỉ là một niềm hạnh phúc ảo tưởng. Cũng chính là niềm hạnh phúc ảo tưởng đó đã giết chết ông. Sở dĩ công an có thể điều tra ra vụ án này là do họ nhận được một bức thư nặc danh. Trong đó có những bằng chứng xác thực để buộc tội hai kẻ thủ ác. Người gửi bức thư nặc danh đó không ai khác chính là Lan. Lúc này đã vào giờ nghỉ trưa của bệnh viện, Lan cầm con búp bê mình nhặt được ở hành lang đêm hôm trước đi hỏi xem nó là của ai. Thế nhưng cho dù đã đi hết các buồng bệnh, cô vẫn chẳng tìm ra được chủ nhân của con búp bê. Ở một bên thấy tâm trạng của Lan không tốt, Điệp liền hỏi thăm. Lan cũng không hề giấu giếm, kể lại chuyện mình đã gặp đêm hôm trước cho anh nghe. Sau đó Lan hỏi: "Bác sĩ Điệp, nghe nói anh cũng ở viện mình cách đây 5 năm trước. Vậy anh có nghe lời đồn gì về oan hồn của bác sĩ trẻ tên Mai không?" Điệp cười cười: "Ờ kìa, chúng ta là bác sĩ, chỉ tin vào khoa học, sao lại tin vào cái chuyện oan hồn hay là những lời đồn vô căn cứ như thế?" Tuy sự việc của gia đình chú Bình khiến cho suy nghĩ của Lan về những vấn đề này có phần thay đổi, nhưng nó chưa thể nào đủ sức thuyết phục cô tin rằng trên đời này thực sự có vong hồn. Đơn giản chỉ là vì cô tin vào những thứ mà mình mắt thấy, tai nghe. Lan nhìn về phía Điệp rồi gật đầu, biểu thị cho là cũng phải. Thế nhưng ngay sau đó Điệp lại nói tiếp một câu khiến cho Lan giật mình. Tuy những lời đồn đại đó không đúng, nhưng quả thực 5 năm trước ở bệnh viện ta, có một nữ bác sĩ trẻ tên Mai tự tử. Chuyện này sau đó gây ra động tĩnh rất lớn, làm ảnh hưởng xấu đến bệnh viện. Chính vì vậy, viện trưởng đã phải ra quyết định cấm tất cả cán bộ nhân viên,
bàn tán về vấn đề này. Theo như tôi biết, kể từ thời điểm ấy cho đến nay, viện ta chưa có thêm một bác sĩ nào tên là Mai cả. Đến đây Lan lắp bắp. Vậy nữ bác sĩ tên Mai tôi gặp đêm qua là... Điệp nhận ra trong mắt của Lan có chút hoảng hốt. Anh liền an ủi: "Bác sĩ Lan, đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện đêm qua có thể là cô nghe nhầm. Hơn nữa ở viện ta có biết bao nhiêu khoa, bao nhiêu là cán bộ nhân viên, có thể là tôi cũng chưa biết hết tên được." Dừng lại một lúc, sau đó Điệp lại nói, nhưng giọng điệu lúc này lại có một vài chút tức giận. Hoặc cũng có kẻ nào đó đang âm thầm giở trò trong viện ta, muốn làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Nếu như tôi mà phát hiện quả thực có kẻ dám làm như vậy, tôi sẽ cho hắn một trận ra trò. Nghe Điệp nói những lời này, Lan cũng cảm thấy có lý. Nhìn đồng hồ thấy giờ nghỉ trưa cũng đã sắp hết, cho nên cô ngỏ lời muốn mời Điệp ăn trưa cùng mình. Điệp cũng không từ chối, cùng nữ bác sĩ xinh đẹp này đi xuống căng tin. Phó giáo sư Đức năm nay đã ngoài 60, là một phó giáo sư tiến sĩ y học rất giỏi. Ông đã có nhiều năm công tác tại bệnh viện lớn trước khi được bổ nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện nơi Lan đang làm việc. Bây giờ đã khoảng 4 giờ chiều, Điệp đang ở trong phòng làm việc của ông Đức. Cái gì? Cậu nói cái gì? Có người trông thấy bác sĩ Mai sao? Dạ vâng, thưa giám đốc. Là một vị nữ bác sĩ trẻ mới vào làm. Đêm hôm trước đã nói có gặp một người tự nhận là bác sĩ Mai ở trong phòng họp. Ông Đức đăm chiêu. Vậy cậu thấy chuyện này thế nào? Có khả năng là sự thật hay không? Dạ thưa giám đốc, về chuyện này lúc đầu cháu cũng không tin, cho rằng nữ bác sĩ kia đang giở trò. Thế nhưng khi đến phòng an ninh kiểm tra thì quả thực lúc đó cô ta gặp một người, chỉ là vị trí của camera lại không rõ, chỉ thấy được người chứ không thấy mặt. Nói xong, Điệp đưa điện thoại có đoạn video cho ông Đức xem. Vừa xem ông vừa lẩm bẩm: "Không thể nào, vô lý. Bác sĩ Mai đã chết cách đây 5 năm, cán bộ nhân viên bệnh viện còn đến tận nhà cô thăm viếng, làm sao có thể xuất hiện lại được?" Điệp cũng nói: "Vâng, tuy bộ dáng của người này nhìn qua có vẻ giống bác sĩ Mai năm xưa, thế nhưng cháu nghĩ chuyện này chắc chắn là có kẻ đang giở trò. Xin giám đốc cho cháu một chút thời gian, nhất định cháu sẽ tóm được đuôi con chuột này." Ông Đức gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại bảo Điệp lúc nào rảnh thì đưa Lan, người đã gặp bác sĩ Mai đêm hôm trước, đến gặp ông. Có lẽ chính ông muốn nghe lại câu chuyện từ miệng của cô kể. Điệp gật đầu tỏ ý đã biết, rồi xin phép giám đốc để ra ngoài. Sau một ngày dài làm việc cộng thêm thời tiết hôm nay oi bức, Lan cảm thấy mệt mỏi. Vừa về đến nhà cô đã nằm dài ra sofa. Nhìn con gái như vậy, bà Huệ rót một cốc nước lạnh mang đến, cất giọng quan tâm: "Sao rồi? Đi làm mệt lắm à? Thế đã quen với nhịp độ công việc ở bệnh viện chưa?" Lan ngồi dậy lười biếng dựa vào người mẹ. Cô than thở nói mấy hôm nay nhiệt độ tăng cao khiến cho nhiều người bị ốm. Chính vì vậy lượng bệnh nhân đến thăm khám cũng đặc biệt tăng theo. Cô lại nhắc nhở bà Huệ phải chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá nhiều, không khéo rồi bị ốm. Bà Huệ mỉm cười xoa đầu con gái, nói những lời yêu thương: "Mẹ biết rồi, từ giờ mẹ làm ít, để con ở nhà hưởng phúc của con. Bây giờ đi tắm rửa đi, rồi còn xuống ăn cơm." Lan rúc đầu vào lòng mẹ, có chút lưu luyến không muốn rời, nhưng nhận thấy đã muộn cho nên cũng phải tắm rửa. Đúng lúc này trong cái ba lô của cô rơi ra một món đồ. Nhìn món đồ ở ghế sofa, Lan cảm thấy khó hiểu. Đây chẳng phải chính là con búp bê mà cô nhặt được đêm trước rồi vất vả cả buổi trưa đi tìm chủ nhân của nó hay sao? Lan nhớ là cô đã để nó ở buồng trực rồi, sao nó lại vào trong ba lô của mình như vậy? Suy nghĩ một lúc, Lan cảm thấy có lẽ ai đó nghĩ đây là món đồ chơi của mình cho nên họ đã nhét vào ba lô giúp. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, thế nhưng thời tiết vẫn còn tương đối oi. Bà Huệ lúc này nằm ở trong phòng cố dỗ giấc ngủ, nhưng chợp mắt được một lúc bà lại giật mình thẳng thốt. Chẳng hiểu sao trong lòng của bà sinh ra cảm giác thấp thỏm chẳng yên. Bà Huệ mở cửa phòng ra ngoài để lấy cốc nước. Đột nhiên lúc này bà nghe tiếng người đi lại lục cục ở trong bếp.
nghĩ là con gái. Bà cất tiếng: Lan đấy à, đêm đói à con, ăn gì để mẹ nấu cho. Tiếng bước chân vẫn vang lên nhưng không có âm thanh đáp lời của bà Huệ. Điều này làm cho bà có chút lo âu. Bà trộm nghĩ, không có lẽ nào hay là nhà mình có trộm. Bà Huệ len lén nép sát vào sau bức tường, liếc mắt nhìn ra. Quả thực có một bóng người đang quay lưng về phía mình. Nhìn qua bóng người mảnh mai giống như là một của một người phụ nữ. Lan ơi, có phải là con không? Bà một lần nữa cất tiếng hỏi. Trong cái cảnh tranh sáng tranh tối, bà thấy bờ vai của cái bóng kia bỗng nhiên run lên. Sau đó, nó quay phắt lại, hướng đôi mắt đỏ ngầu như máu, nhìn thẳng vào phía bà. Cái bóng ngoác miệng rộng đến tận mang tai, cất tiếng cười lanh lảnh. Âm thanh trầm bổng như từ đâu đó dội về. Nó xoáy thẳng vào trong tâm trí của bà, tựa như là âm thanh của loài ác quỷ đến từ 18 tầng địa ngục. Chỉ một cái chớp mắt, bóng người còn đang đứng ở trong bếp, thế mà bây giờ chỉ cách bà Huệ có độ đôi mét. Bà Huệ hét lên đầy kinh hãi, toàn thân bà không tự chủ được mà run lên, tóc tai dựng đứng. Mồ hôi lạnh trên người chảy ra ướt cả cái lưng áo ngủ. Tưởng như là chỉ vài giây lượn thôi, mình sẽ vỡ tim mà chết. Đúng lúc này ánh đèn điện sáng lên. Lan đứng ở đằng sau lưng mẹ, lo lắng. Mẹ, có chuyện gì thế mẹ? Lan ơi, có ma, mẹ vừa nhìn thấy ma. Nghe bà Huệ nói vậy, Lan khó hiểu. Nhưng ngay sau đó bịch một tiếng, một con mèo to nhảy từ trên bàn ăn xuống, đưa đôi mắt xanh lè nhìn về phía hai mẹ con, rồi kêu lên mấy tiếng meo meo. Lan bật cười tiến đến bế con mèo lên. Bạn nhỏ, ở đâu đến thế này, làm cho mẹ tôi sợ rồi đấy. Không hiểu sao khi nhìn con mèo ở trên tay của Lan, bà Huệ lại sinh ra cảm giác dần dần. Đặc biệt là đôi mắt của nó, mặc dù nó không có đỏ như cái đôi mắt của cái thứ quỷ dị khi nãy, nhưng từ đó bà Huệ có thể nhận ra một tia quen thuộc, thứ mà chỉ có ở loài ác quỷ từ cõi địa ngục. Đặt con mèo xuống, Lan đỡ mẹ ra ghế ngồi, sau đó rót cho bà một cốc nước lạnh, mới nói: Chắc là mấy hôm nay trời oi bức, mẹ lại đi làm mệt, cho nên mới nhìn gà hóa quốc thôi. Bà Huệ vẫn gặng: Không, rõ ràng là mẹ trông thấy trong bếp có cái người đàn bà trong bóng tối, đôi mắt của cô ta đỏ rực nhìn mẹ làm sao mà nhầm được. Lan suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng đáp: Hay là nhà mình có trộm. Mẹ ngồi đây, để con đi một vòng xem cửa giả đã khóa hết chưa. Nói rồi Lan liền đi một vòng quanh nhà, kiểm tra hết tất cả các ổ khóa, ngay cả phía ngoài cổng cô cũng không bỏ qua. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng, không thấy có gì bất thường, Lan đi vòng vào bếp. Vô tình cô đá về thứ gì đó. Lan cúi người thì nhận ra ấy là con búp bê mình lấy được từ bệnh viện. Cô không suy nghĩ nhiều, tiện tay nhặt nó lên rồi quay về phòng khách. Nhìn bà Huệ, Lan bảo: Tất cả cửa nẻo đều khóa chặt rồi mẹ, con có thấy bất kỳ dấu hiệu nào cửa bị cậy đâu. Thôi mẹ cứ yên tâm ngủ đi. Bà Huệ ngồi đó, độ 10 phút sau cơn buồn ngủ cũng ập đến. Bà đành tắt điện rồi quay trở lại phòng mình. Ở bên trong phòng khách nhà Lan, dưới ánh sáng phát ra từ mấy cái bóng đèn tường lờ mờ, xuất hiện một đôi mắt màu máu. Đôi mắt ấy đang nhìn đau đớn về thẳng hướng phòng của bà Huệ. Lại một đêm nữa trôi qua, một ngày mới bắt đầu. Sáng nay Lan đi làm từ rất sớm, bởi hôm qua cô đã có nhận lời hẹn ăn sáng cùng với Điệp. Không biết từ bao giờ quan hệ của hai người đã trở nên thân thuộc. Về phần mình, Lan cũng đã nhận ra được điều gì đó. Thế nhưng suy nghĩ của cô chỉ rất đơn giản. Cô cho rằng mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì sẽ là tốt nhất. Chính vì vậy,
Dù là người khác hay là bản thân Điệp có nghĩ gì đi chăng nữa, cô cũng không quan tâm. Hiện tại cô chỉ coi anh như là một người đồng nghiệp bình thường. Mà đồng nghiệp đi ăn sáng với nhau nó cũng là điều hiển nhiên. Ngồi trong một quán ăn ngay gần cổng viện, Điệp mới nói: "Bác sĩ Lan này, chuyện cô gặp phải người tự nhận là bác sĩ Mai đêm hôm trước, tôi cũng đã báo cáo lại với giám đốc bệnh viện. Ông giám đốc cũng nói là sẽ cho người kiểm tra chuyện này để làm rõ. Cô cứ yên tâm nhé." Nghe Điệp nói vậy, Lan cũng có chút bất ngờ. Cô chẳng thể ngờ rằng khi biết được chuyện này, giám đốc bệnh viện lại sẽ cho người điều tra. Trong đầu của Lan thầm nghĩ, nếu như quả thật đúng như vậy thì chuyện về bác sĩ Mai tự tử chết 5 năm về trước quả thực không đơn giản. Suy nghĩ là như vậy nhưng Lan không có nói ra, tránh để cho người khác cho rằng là cô nhiều chuyện. Hơn nữa việc điều tra là của lãnh đạo bệnh viện. Về phần mình, cô chỉ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của một bác sĩ là được. Thấy Lan không có ý kiến gì về việc này, Điệp liền hỏi: "Có vẻ như bác sĩ Lan không quan tâm lắm đến chuyện này thì phải. Dù sao cô cũng là người trực tiếp trải qua mà. Chẳng lẽ cô không có suy nghĩ gì sao?" Lan đáp: "Đúng thật là tôi cũng có một chút tâm tư. Nhưng tôi tin ban lãnh đạo bệnh viện nhất định sẽ làm rõ cái vấn đề này, không gây hoang mang cho những y bác sĩ khác." Điệp lại nói: "Bác sĩ Lan yên tâm, chỉ cần chuyện này có kết quả, cô sẽ là một trong những người biết được đầu tiên. Có điều ông giám đốc bệnh viện muốn là muốn gặp cô một lần. Ông muốn nghe cô kể lại tường tận chuyện này mà." Nghe Điệp nói vậy, Lan cũng gật đầu đồng ý, cho rằng là không có vấn đề gì. Dù sao cô cũng là người trực tiếp gặp chuyện. Vậy là ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi hết giờ làm, Lan được Điệp dẫn đến phòng của giám đốc. Lần đầu tiên trông thấy ông Đức cũng là người có quyền lực nhất trong bệnh viện, Lan cũng không có quá hồi hộp. Ngược lại, người đàn ông lớn tuổi trước mặt mang cho cô cảm giác là người hiền lành phúc hậu, rất dễ gần. Ngoài những điều đó ra thì Lan cũng không thấy ông Đức có gì quá đặc biệt. Ông Đức có dáng người cao lớn, gương mặt chính trực, pha lẫn trong đó còn có một chút nghiêm khắc, là điều không thể thiếu được của một người đứng đầu một cơ quan lớn. Dạ, cháu chào giám đốc. Lan lễ phép. Ông Đức nhìn cô rồi gật đầu. Chắc cô cũng biết nguyên nhân vì sao tôi muốn gặp cô rồi phải không? Lan vâng dạ, rồi không để mất thời gian của vị giám đốc, cô cặn kẽ kể lại tất cả những chuyện mình đã gặp phải đêm hôm trước cho ông Đức nghe. Ông Đức có vẻ là người rất biết lắng nghe ý kiến của người khác, cũng giống như là đối với Điệp. Sau khi nghe Lan kể hết mọi chuyện, ông nheo mắt hỏi: "Vậy bác sĩ Lan cảm thấy chuyện này thế nào?" Lan khó hiểu, không biết được ý của ông Đức cụ thể ra sao. Cô chần chừ: Dạ, thưa giám đốc. Giám đốc muốn cháu trả lời theo khía cạnh nào ạ?" Ông Đức nở một nụ cười hào sảng, nhìn thẳng vào mắt của Lan. Cô hiểu thế nào thì cứ nói như vậy. Tôi là muốn nghe suy nghĩ thật lòng của cô." Tuy lời nói của ông Đức rất thân thiện và cởi mở, nhưng không hiểu sao, Lan cảm thấy ánh mắt đang nhìn mình của vị giám đốc có phần không đúng. Cô cũng chưa hình dung phải giải thích ra sao hay là dùng từ ngữ nào để miêu tả cho hợp lý. Sau vài giây, Lan nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. "Dạ, theo cháu thì chắc là một trò đùa ác ý của ai đó. Chứ không phải đó là một hồn ma sao?" "À dạ không phải. Cháu là một bác sĩ. Cháu chỉ tin vào khoa học. Ở trên đời này làm gì có cái gì gọi là vong hồn đâu." Nhận được câu trả lời cuối cùng của Lan, ông Đức không nói gì thêm. Ông cũng không hỏi Lan xem người làm ra trò đùa là ai, mà chỉ ra hiệu cô có thể đi về. Lan đứng dậy lễ phép chào vị giám đốc rồi quay ra ngoài. Vì phải gặp ông Đức cho nên gần 7 giờ tối Lan mới về đến nhà. Đứng ở ngoài cổng, Lan cũng khá ngạc nhiên khi những nhà hàng xóm xung quanh đều đã sáng đèn, ấy vậy mà nhà mình vẫn tối om. Không những thế, hôm nay cô còn về muộn hơn mọi hôm, ấy mà mẹ mình lại không có gọi điện, cũng không có nhắn tin hỏi han gì. Không lẽ hôm nay Bảo Huệ có việc phải đi ra ngoài hay sao? Dắt xe vào trong nhà, Lan mới cất tiếng.
Mẹ ơi, mẹ, mẹ có nhà không? Không có lời đáp, Lan đẩy cửa bước vào. Một tiếng két két nho nhỏ vang lên. Cánh cửa vừa mở ra thì từ trong nhà có một luồng gió lạnh lùa thẳng đến làm cho Lan rùng mình. Trong nhà không có ai, Lan đưa tay tìm công tắc để bật điện nhưng không được. Hình như là đường điện nhà bị sự cố. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Lan thử hỏi thêm một lần nữa, nhưng vẫn như vậy, đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Lan bóc điện thoại cố tìm số của mẹ, rồi bấm gọi để hỏi xem Bảo Huệ đi đâu. Tiếng tút tút vang lên, ngay sau đó là bài nhạc chuông quen thuộc từ điện thoại của Bảo Huệ phát ra ngay ở góc phòng. Lan khẽ lắc đầu cho rằng là Bảo Huệ vẫn đang ngủ. Nghĩ vậy, cô liền tiến về phòng của bà ấy. Mẹ ơi, mẹ đang ngủ à? Mẹ có ở đấy không? Vẫn không có người đáp. Lan đưa tay xuống, tay nắm vặn một cái rồi đẩy cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì hỡi ôi, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho Lan không tự chủ được mà ngã vật ngửa ra. Cô sợ hãi đến muốn hét lên mà không thành tiếng, cổ họng như bị thứ gì chặn lại. Cảm giác nghẹn ứ khiến cho cô chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ. Trong đó, khi mọi thứ còn đang tràn ngập trong bóng tối thì đập vào mắt Lan là một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm về phía mình. Bên tai của Lan vang lên tiếng một người đàn bà cười lanh lảnh. Tiếng cười mang theo sự ma mị, tràn đầy ác tính. Lan muốn quay người bỏ chạy, nhưng lúc này toàn thân cô không thể nhúc nhích được dù chỉ là một đầu ngón tay. Trái tim của Lan đập lên hồi, sau đó đột ngột sững lại như là bị người ta bóp nghẹt. Cảm giác chỉ một tích tắc nữa thôi, có khi nó sẽ vỡ bung ra mất. May sao đúng vào giây phút ấy, ánh đèn ngủ trong buồng của Bảo Huệ sáng lên. Tiếng cười đáng sợ biến mất, tay chân của Lan cũng cử động lại được bình thường. Trước mặt Lan lại chính là mẹ của mình. Bảo Huệ đang ngồi ở trên giường, mái tóc rối bù, gương mặt đờ đẫn, trắng bệch như bôi vôi. Hai mắt của bà thất thần nhìn về phía con gái. Điều kỳ lạ là trên tay của bà vẫn đang ôm chặt con búp bê mà Lan nhặt được ở bệnh viện. Lan như người từ cõi chết trở về, tham lam hít thở vài nhịp, rồi hổn hển nói với Bảo Huệ: mẹ ơi, mẹ ở trong này mà sao con gọi ý? mẹ lại không nói gì, vừa rồi suýt nữa mẹ làm con đứng tim. Bảo Huệ ngước đôi mắt nhìn lên con gái, một đôi mắt vô hồn, không nói một lời rồi đứng dậy đi ra ngoài phòng khách ngồi, trên tay vẫn xách theo món đồ chơi. Lan khó hiểu sao hôm nay mẹ mình lại có cái thái độ lạ lùng như vậy, hay là do chuyện đêm qua khiến cho bà còn mệt. Nghĩ là vậy, cô liền bước theo muốn hỏi xem mẹ có chỗ nào không khỏe, ngày mai cô sẽ đưa mẹ đến bệnh viện mình kiểm tra. Thế nhưng đúng lúc này, căn nhà vốn dĩ đóng cửa kín như bưng lại có một cơn gió lạ lùa vào. Bảo Huệ đang đi phía trước, bỗng nhiên bà quay phắt mặt lại, gương mặt đang đờ đẫn bỗng nhiên vặn vẹo, toàn thân uốn éo như là người bị lên cơn động kinh phong. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ ơi. Lan vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy mẹ mình. Thế nhưng Bảo Huệ hất ngực cô ra đằng sau. Cô có cảm giác lúc này mẹ mình khỏe lắm, y như là một người đàn ông lực lưỡng, chứ chẳng phải là một người đàn bà trung niên yếu ớt. Bảo Huệ cứ giật lên đùng đùng đến nỗi khớp chân khớp tay vắt ngược cả ra, bọt mép của bà sùi ra, miệng bà cứ thế rên hừ hừ. Sau đó bà ngã khuỵu xuống đất rồi ngất xỉu. Lan hoảng sợ lao đến, mặc dù là bác sĩ, nhưng từ những triệu chứng vừa rồi, cô cũng chưa biết được là mẹ mình cụ thể ra sao.
Trong lúc hoảng loạn, cô chỉ kịp dùng một vật nhỏ nhét vào miệng bà Huệ, tránh cho bà lại lên cơn co giật, không tự chủ được mà cắn vào lưỡi. Sau đó cô gọi gấp một chiếc taxi để đưa bà Huệ đến bệnh viện nơi bà làm việc. Rất nhanh, chỉ độ 20 phút sau, bà Huệ được đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ kiểm tra rồi làm các xét nghiệm cơ bản giúp bà. Khi có kết quả thì Lan và mọi người lại rất đỗi bất ngờ. Ngoài có chút suy nhược và hạ đường huyết, sức khỏe của bà hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu mắc bệnh tật gì. Thưa bác sĩ, chuyện này là sao? Lan trực tiếp hỏi bác sĩ điều trị cho mẹ mình. Bác sĩ Lan yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Sức khỏe của mẹ cô hoàn toàn bình thường. Nếu như chiếu theo những mà triệu chứng mà cô miêu tả cộng thêm kết quả điện não đồ thì cũng không thấy có sóng nhọn bất thường. Là mẹ cô chỉ bị tụt đường huyết thôi. Có lẽ là bà không ăn sáng từ sáng tới giờ cho nên mới bị như vậy. Bây giờ chúng tôi đang truyền gluco 10%. Sau khi truyền xong có thể đưa bà lên phòng bệnh để theo dõi tiếp. Nghe bác sĩ nói vậy, Lan mới bớt đi được phần nào lo âu. Cô cảm ơn ông rồi đi vào phòng cấp cứu ngồi trông mẹ. 10 giờ đêm, bà Huệ cuối cùng cũng tỉnh, thấy con mình đang đưa mình vào viện, bà bất ngờ. Sao lại phải đưa mẹ vào đây? Có cái chuyện gì thế? Thấy mẹ đã tỉnh lại, Lan rất đỗi vui mừng, cô nắm lấy tay bà tỏ rõ sự quan tâm. Mẹ tỉnh rồi. Mẹ cảm thấy trong người thế nào mà mẹ? Mẹ có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Có chỗ nào không khỏe không mẹ? Bà Huệ lắc đầu, bảo ý là bà không sao. Rồi bà im lặng như chờ đợi câu trả lời của con gái. Lan cũng hiểu được ý mẹ mình. Cô từ tốn kể lại chuyện từ lúc đi làm về cho mẹ nghe. Sau đó cô hỏi, Sao từ sáng đến giờ mẹ lại không ăn gì? Hơn nữa mẹ không nhớ chuyện gì xảy ra. Nghe con gái hỏi vậy, bà Huệ đưa tay lên day day huyệt thái dương. Trong đầu của bà cố nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng không được. Mỗi khi bà cố gắng suy nghĩ thì cơn đau đầu lại ập đến, làm cho bà nhăn tít chán vào. Nhận ra được bà đang khó chịu, Lan liền bảo mẹ đừng suy nghĩ nữa, nằm nghỉ ngơi một chút, mình tranh thủ đi làm thủ tục nhập viện. Bà Huệ lúc đầu cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện đâu, nhưng dưới sự kiên quyết của con gái, cuối cùng bà đành phải chấp nhận. Sau khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong, Lan cùng với một bác sĩ khác đưa bà lên phòng bệnh. Nhờ làm bác sĩ trong viện cho nên Lan xin cho mẹ về khoa của mình nằm để cho tiện theo dõi. Không những vậy, cô còn đăng ký cho mẹ giường bệnh theo yêu cầu để cho mẹ có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất. Bà Huệ được đưa lên trên tầng 4, ở phòng 404. Trùng hợp cũng chính là đoạn giáp với hành lang nơi Lan nhặt được món đồ chơi đêm hôm trước. Thấy Lan đi lên, bác sĩ ở cùng khoa ở lại trực đêm có phần ngạc nhiên. Nhưng khi nghe tin mẹ cô không khỏe phải vào nhập viện thì ai nấy đều đi sang hỏi thăm. Hồng đứng ra nói với bà Huệ, bác cứ yên tâm, có chúng con ở đây, bác không phải lo gì hết. Bác là mẹ của bác sĩ Lan thì cũng là mẹ của chúng cháu. Nghe Hồng nói vậy, bà Huệ nở nụ cười cảm ơn đồng nghiệp của con gái. Về phần mình, khi thấy Hồng, cô rất bất ngờ. Lan hỏi, hai hôm trước bọn mình trực rồi mà, hôm nay Hồng có lịch à? Hồng tỏ ra hung hăng. Có đâu, là tại bác sĩ Hằng. Lúc chiều tôi xuống lấy xe đi về rồi, bác sĩ Hằng chạy lại nhờ tôi trực hôm nay. Nhà cô có việc đột xuất. Mà thôi, ai bảo tôi là người tốt. Mấy vị bác sĩ vừa trò chuyện vừa giúp Lan đẩy bà Huệ vào phòng. Họ cũng tiện tay giúp cô sắp xếp một số đồ mà cô mang theo. Sau đó tất cả đi ra ngoài để cho bà nghỉ ngơi. Trước khi đi họ còn không quên căn dặn hai mẹ con Lan, nếu cần gì thì cứ gọi. 12 giờ đêm, trong phòng bệnh yên tĩnh, ngoài tiếng thở đều đều của bà Huệ thì không còn bất kỳ âm thanh nào. Suốt từ chiều tối đến giờ,
chưa kịp ăn gì cho nên lúc này Lan cảm thấy đói bụng. Lại nhận ra mẹ mình đã ngủ từ lâu, cô quyết định đi xuống cổng viện tìm một hàng ăn đêm để mua tạm thứ gì đó. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng, hướng ra đoạn hành lang dành riêng cho bác sĩ và nhân viên của bệnh viện để đến thang máy. Bước đi trên hành lang, cảm giác sợ hãi đêm trước lại ùa về. Lan thoáng rùng mình, nhất là cái thứ ánh sáng mờ đục phát ra từ cái đèn trần vàng vọt cũ kỹ, càng làm cho không gian ở nơi đây thêm ma mị. Trên bầu trời, trăng hôm nay tròn vành vạnh chiếu qua ô cửa kính. Lan nhớ lại lời đồn mà người đồng nghiệp đã kể. Vào những đêm trăng sáng, oan hồn của bác sĩ Mai thường lảng vảng quanh đây. Cô ta hiện ra trêu chọc những người đi qua trên đoạn hành lang này. Lời nói vẫn cứ văng vẳng bên tai, khiến cho một người không tin vào chuyện ma chuyện quỷ như Lan cũng phải rùng mình. Đúng lúc này, phía sau Lan từ bao giờ xuất hiện một cái bóng trắng. Nhưng lúc Lan quay lưng lại thì cái bóng lại vụt mất. Tuy chỉ có vài giây, nhưng Lan có thể khẳng định được cô cảm nhận rất rõ cái bóng. Một điều kinh khủng hơn nữa là vừa trong cái chớp mắt, Lan nhận ra cái bóng trắng nó lướt đi trên mặt đất. Là lướt đi chứ chẳng phải đi như một người bình thường. Lan nổi da gà, sống lưng như có dòng điện chạy qua. Cô cố gắng trấn tĩnh động viên bản thân, đấy là do mình đói, mình hoa mắt. Dạo bước nhanh hơn, may thay cái đèn trần ngày hôm nay nó không còn trục trặc. Khi Lan đi hết đoạn hành lang, vào trong thang máy cô mới thở hắt ra một hơi. Nhưng điều kinh hoàng lúc này mới thực sự ập đến. Cái thang máy đang hoạt động bình thường bỗng nhiên khựng lại. Ánh đèn ở trong đó là màu trắng, thì bây giờ chuyển sang màu xanh đỏ chớp nháy liên tục. Qua mấy giây, ánh đèn tắt ngấm. Có vẻ như là thang máy bị mất điện. Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên âm thanh khe khẽ, tựa như là con nước nhỏ xuống từ trên tầng của thang máy. Một giọt nước nhỏ ngay vào trán của Lan. Cô đưa tay gạt đi cái cảm giác nhớp nháp quen thuộc truyền đến, là cảm giác của máu tươi. Ngay sau đó mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Lan cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Lan từ từ đưa mắt nhìn lên trần thang máy. Cô kinh hãi, ở trên đó Lan thấy một người đang treo lủng lẳng. Đó không phải là một người bình thường, mà kẻ này đang dùng cả hai tay chân bám lên trên trần như là một con nhện. Mái tóc dài rũ xuống, che hết cả gương mặt. Lan có thể thấy được con mắt đỏ lòm lòm của người này đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trong miệng của cô ta nhẻo ra cái thứ dãi rớt tanh hôi. Tìm được mày rồi. Mày phải chết. Mày phải chết. Thứ âm thanh rùng rợn cùng với tiếng cười lanh lảnh vẳng vào tai. Lan ngồi khuỵu xuống ôm đầu. Cô muốn hét lên mà không được, như là cổ họng cô bị thứ gì chặn lại, chỉ còn âm thanh u ớ phát ra. Mùi máu tanh càng ngày càng nồng, Lan khó thở. Toàn bộ không gian trong thang máy đã chuyển thành màu đỏ. Máu tươi từ trên trần, từ khe cửa tràn vào. Máu lênh láng, máu rất nhanh đã ngập đến chân của Lan. Đúng lúc này, một tiếng tinh vang lên, báo hiệu thang máy đã xuống đến tầng 1. Cánh cửa thang máy mở ra, có vài người bước vào. Có lẽ đây là người nhà của các bệnh nhân ở chung một buồng bệnh. Thấy Lan đang ngồi ôm đầu ở góc thang máy, họ liền quan tâm. Cô ơi, cô làm sao thế? Những người này phải hỏi đến 3-4 lần, Lan mới giật mình mở mắt. Cô ngẩng lên nhìn khung cảnh đáng sợ đã biến mất từ bao giờ. Ngay cả người phụ nữ treo ở trên trần thang máy cũng không còn. Tất nhiên là cũng chẳng có giọt máu nào ở đây cả. Tôi không sao. Tôi không sao. Cảm ơn các vị. Lan khẽ đáp rồi lao ra khỏi thang máy một cách nhanh chóng. Thậm chí là vì quá vội, cô không cẩn thận va vào một người. Giọng nói đầy khó chịu của người này phát ra. Thưa con bé này,
Đi đứng cẩn thận chứ. Mắt mũi để đâu thế? Cứ như là người trên mây vậy. Dạ dạ tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Một người cũng khuyên can. Thôi đi thôi. Hơn 12 giờ trưa rồi. Nhanh lên còn ngủ một tí. Chứ mấy đêm này thức trắng mệt lắm. Lan bước đi ra thẳng khỏi cổng bệnh viện. Trong đầu không hiểu vì sao dạo này có nhiều chuyện kỳ quái xảy ra với mình như vậy. Chẳng lẽ là do chưa quen với cường độ công việc cho nên dẫn đến căng thẳng mệt mỏi. Không chỉ vậy, môi trường làm việc của cô cũng phải thường xuyên tiếp xúc với máu. Có khi cô sinh ra ảo giác. Lan thầm thở dài một hơi rồi than thở. Chắc là vài ngày nữa mình phải nghỉ ngơi hoặc là mình khám qua thôi. Chứ đi làm còn chưa được một tháng mà bị áp lực đè nén, đến nỗi sinh ảo giác thế này thì không được rồi. Sau khi ăn hết tô cháo nóng, Lan đã dễ chịu hơn. Cảm giác mệt mỏi cũng tan biến. Lúc này đang trên đường quay lại buồng bệnh để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của mẹ. Cô còn không quên mua một ít cháo để đề phòng bảo hệ tỉnh dậy đói thì sẽ có đồ ăn luôn. Trong khi đó, Lan vừa xuống cổng viện mua đồ thì ở phòng đang nằm, bà Huệ bỗng nhiên bật dậy. Đôi mắt của bà trở nên đờ đẫn, sau đó chuyển sang sắc lạnh. Trong đáy mắt của bà còn vằn vện những tia máu. Mái tóc của bà Huệ lúc tối đã được Lan trải lại gọn gàng, bây giờ sổ bung ra, gió từ bên ngoài lùa vào làm cho tấm rèm đung đưa. Mái tóc của bà Huệ theo đó cũng xõa ra phủ che một nửa khuôn mặt, nổi đầy rẫy những gân xanh. Ở bên ngoài, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu xuống. Dưới cái thứ ánh sáng mờ ảo đó, bà Huệ khẽ vén lên một nụ cười. Cái đầu của bà gục xuống. Bà Huệ đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Trên tay của bà cầm một món đồ. Đó chính là món đồ chơi Lan mang từ bệnh viện về. Nhiều đêm khắc khoải, niềm ưu tư chợt đến, cho nhớ thương đong đầy. Kỷ niệm xưa còn đây mà người đã đổi thay, chối bỏ câu hẹn câu thề, để lại xót thương đau nơi đây xác khô nằm lạnh lẽo, để lại nơi đây xác khô nằm lạnh lẽo. Đầu của bà Huệ gục thẳng xuống, bà cứ vừa đi vừa hát. Tiếng hát mang theo sự âm u ma mị từ trong miệng của bà phát ra, kèm theo đó là tiếng cười lanh lảnh của bà khiến người ta rợn người. Tiếng cười lúc xa lúc gần như âm vang. Bà Huệ cứ lững thững đi trong bóng tối. Bất chợt đến trước một căn phòng, bà khựng lại. Bà ngước đôi mắt trắng dã đầy những tơ máu ngó vào bên trong. Đây là căn phòng nhỏ dùng để chứa quần áo và chăn ga bẩn thay ra hàng ngày của bệnh nhân trong lúc chờ người đến để mang đi giặt. Nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mắt, trong đôi mắt ghê rợn của bà lóe lên một tia hoài niệm. Hai bàn tay run run siết chặt thành nắm đấm. Đứng nhìn độ vài phút, bà Huệ liền xoay người đi tiếp. Vừa đi bà lại vừa lẩm bẩm hát. Lúc này Hồng vừa từ nhà vệ sinh đi ra, bước ra khỏi cửa phòng, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hãi. Ở đoạn hành lang dành riêng cho cán bộ công nhân viên của viện, một cái bóng đang lững thững bước đi. Không chỉ như vậy, cái bóng này còn đang hát những câu vô cùng quỷ dị.
cái bóng vừa gục đầu xuống, mái tóc dài che đi gương mặt, Hồng không thể nhận ra đó là ai. Thế nhưng từ mái tóc cô đoán đây có thể là một người phụ nữ. Khác với Lan, Hồng là một người duy tâm. Không những vậy, nghe nói cô còn có một người bà con gì đó làm thầy bùa, cho nên Hồng luôn tin trên đời này có vong hồn, ma quỷ. Cũng chính vì lẽ đó mà lần trước khi nói chuyện với những người đồng nghiệp khác, cô mới nhắc về chủ đề này. Câu chuyện về oan hồn bác sĩ Mai xuất hiện trong những đêm trăng hiện ra, Hồng nghĩ trong đầu, không lẽ cái bóng kia lại chính là oan hồn của vị bác sĩ xấu số năm đó. Hồng hoảng sợ, toàn thân cô run lên bần bật, sống lưng lạnh toát như là bị người ta ngâm nước đá. Đưa tay lên che miệng tránh để không cho mình sợ hãi quá mà hét lên thành tiếng. Nhất là khi cái bóng đèn ở trong nhà vệ sinh sau lưng đột nhiên phát ra những tiếng te te rồi chớp nháy. Ánh đèn nhập nhoạng làm cho khung cảnh trước mặt của Hồng trở nên ma mị. Tiếng hát của đối phương ngày một to một rõ. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, câu hát cuối cùng "Xác ai nằm lạnh lẽo" vang vào tai rồi xoáy sâu vào trong tâm trí của Hồng, khiến cho cô như muốn ngừng thở. Cô sợ mình mà phát ra một tiếng thở nhỏ, không khéo cái bóng kia nó sẽ ngửa mặt lên. Đến lúc ấy có mà trời mới đoán được, ở đằng sau mái tóc rối bù, nó sẽ là một gương mặt như thế nào. Năm mét, ba mét, rồi hai mét. Khi cái bóng chỉ còn cách Hồng khoảng một mét, cô đã vô cùng hoảng loạn. Cô không tự chủ được mà khuỵu xuống, đưa tay bịt tai để hy vọng không phải nghe cái thứ âm thanh quỷ dị kia. Thế nhưng trong một giây phút nào đó, Hồng nhận ra giọng hát này quen thuộc. Chẳng phải đây là giọng của bà Huệ, mẹ của bác sĩ Lan hay sao? Hồng dồn hết can đảm có được từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đứng phắt dậy để đối mặt với cái bóng. Cô nhận ra bộ quần áo cái bóng trắng mặc chính là bộ đồ bệnh nhân, chứ chẳng phải là quần áo blue. Không chỉ như vậy, dưới làn tóc kia quả thực là gương mặt của bà Huệ. Hồng bấy giờ mới thở phào một hơi, đưa tay lên xoa xoa ngực. Bác Huệ, bác đi đâu đấy? Vừa rồi bác làm cháu sợ quá. Bà Huệ không nói năng, chỉ đứng đó. Gương mặt của bà vẫn cứ cúi gằm, nhưng Hồng có thể cảm nhận được đôi mắt của bà đang nhìn mình là ánh mắt sắc lạnh. Bác Huệ, bác cần đi đâu để cháu đưa bác đi? Bác sĩ Lan đâu rồi mà lại để bác đi như thế này? Hồng vẫn gặng hỏi, nhưng bà Huệ không trả lời. Bà cúi đầu. Đột nhiên miệng bà lẩm bẩm: Không, đây không phải là người như thế. Đây không phải là người như thế. Bác nói cái gì cơ? Người gì? Cháu nghe không rõ. Nhưng bà Huệ lại quay bước bỏ đi, để lại Hồng khó hiểu. Bác Huệ, bác cần đi đâu? Để cháu đưa bước đi. Hồng chạy theo túm tay bà Huệ, nhưng vừa chạm vào bàn tay của bà, cô phải rụt lại vì cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Bà Huệ quay phắt lại làm cho Hồng giật mình hoảng sợ, cô ngã ngửa cả ra. Hai chân của cô run rẩy không thể nào đứng dậy được. Cho đến khi trở lại bình thường thì cái bóng của bà Huệ đã biến mất phía sau đoạn hành lang. Cùng vào lúc đó, đoạn hành lang này cách không xa có hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau chuyện gì. Buông em ra. Này, ở đây là bệnh viện đấy, lỡ có người trông thấy thì chết. Nào, buông em ra. Đêm hôm rồi, làm đếch gì có ma nào. Cho anh ôm một cái, cho anh ôm một cái, người ta nhớ. Không, Tuyết vẫn đang nằm ở trong đó, sống chết còn không biết ra sao. Mình không thử thể đối xử với cô như thế. Nếu như anh muốn hẹn hò với em thì phải đợi Tuyết khỏe lại đã.
Đến lúc đó ba chúng mình làm rõ mọi chuyện thì em yên tâm. Anh hiểu rồi mà, em yên tâm đi. Đợi đến khi Tuyết tỉnh dậy, anh nhất định sẽ đem chuyện này nói rõ ra. Anh sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nhá, nhá. Không ai khác chính là Thảo và Nhung. Còn cô gái tên Tuyết được nhắc đến trong câu chuyện của họ là người yêu của Bình, cũng là người bạn thân nhất của Nhung. Thảo và Tuyết vốn không phải là người thành phố, mà từ vùng quê nghèo lên đây học rồi ở lại làm việc. Họ yêu nhau tính đến nay ngót nghét đã 8 năm. Hai bên gia đình ở quê cũng vô cùng thân thiết, chỉ chờ đôi trẻ ngỏ lời sẽ tổ chức đám cưới. Ngược lại với hai người thì Nhung là tiểu thư nhà giàu chính hiệu, bố mẹ là doanh nhân nổi tiếng, có gia tài khổng lồ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Thảo thông qua Tuyết quen biết được Nhung. Ngay từ những lần gặp gỡ, anh ta đã bị say đắm vẻ đẹp của cô. Hơn nữa sau khi biết được gia thế khủng của Nhung, trong đầu của anh ta có suy nghĩ, anh ta muốn chia tay Tuyết để theo đuổi cô, với ước mơ dựa vào đó mà đổi đời. Nhất là khi bố mẹ Nhung là những người đứng đầu chuyên ngành mà anh ta trước đây từng theo đuổi. Anh ta lén lút tán tỉnh Nhung, nhưng sau lưng của người yêu mình, mặc kệ cho hai người là bạn thân với nhau. Bằng một kế hoạch bài bản cộng thêm vẻ bề ngoài điển trai, sau nhiều lần cố gắng, Thảo cũng lấy được cảm tình của Nhung. Thế nhưng cảm tình chỉ là cảm tình, anh ta đã đánh giá sai tình bạn của hai cô. Nhận ra Tuyết chính là trở ngại lớn trên con đường đổi đời của mình, Thảo đã có một suy nghĩ vô cùng độc ác, đó là ra tay sát hại cô. Cho dù ấy là người yêu suốt 8 năm qua. Chính vì vậy tối ngày hôm nay Thảo đã động thủ với Tuyết. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Tuyết may mắn không chết mà chỉ bị thương nặng, bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện. Buông em ra, anh đừng quên em là bạn thân của Tuyết. Còn anh là người yêu của cô ấy. Cho dù là anh không có tình cảm với Tuyết thì lúc này cũng đừng làm như thế. Đừng làm như thế. Nhung lại một lần nữa đẩy Thảo ra khi anh ta cố gắng có những cử chỉ thân mật với mình. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn an ủi em một chút mà. Em cũng biết từ lâu anh không còn tình cảm gì đối với Tuyết. Những gì anh làm với Tuyết bây giờ chỉ là trách nhiệm thôi. Em biết người anh thực sự yêu bây giờ là em cơ mà. Thảo cố gắng giải thích, dùng lời ngon lẽ ngọt để lấy lòng cô gái, người mà anh ta coi như là một cái mỏ vàng. Cũng từ lâu anh ta đã muốn cái mỏ vàng này là đồ ở trong túi. Đột nhiên lúc này ở bên tai Thảo có tiếng hát. Tiếng hát buồn da diết, như muốn gửi gắm tâm tư từ tận sâu trong đáy lòng của mình cho đối phương. Tiếng hát rất hay, nhưng chẳng hiểu sao Thảo lại cảm thấy nó rất ma mị. Đặc biệt là câu hát cuối cùng ở trong đó: để xác ai nằm lạnh lẽo tại nơi này. Ai đang hát đấy nhỉ? Thảo đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có một ai cả. Thế nhưng tiếng hát vẫn cứ xoáy sâu vang vọng vào trong tâm thức của gã. Gã bồn chồn bất an, cảm giác sợ hãi dâng lên lan tỏa. Ai đang hát đây? Đừng có hát nữa. Này, anh sao thế? Làm gì có ai hát đâu. Không, rõ ràng là anh nghe được tiếng hát mà. Em không nghe thấy gì hả Nhung? Gã lắp bắp, thế nhưng Nhung vẫn lắc đầu, nói mình chẳng nghe được gì. Tiếng hát vẫn cứ vang lên trong tai của gã, càng lúc nó càng rõ, nó càng xoáy sâu vào trong thần trí của gã. Nhiều đêm khắc khoải, niềm suy tư chợt đến cho nhớ thương đóng đầy. Kỷ niệm xưa còn đây mà người đã đổi thay, chối bỏ câu hẹn thề để lại nhau chua xót thương đau, để lại nơi đây xác
khô lạnh lẽo. Tiếng hát ngày một rõ, Thảo bất giác run lên bần bật, nhất là khi gã nhận ra ngoài mình ra thì không ai có thể nghe được thứ âm thanh đáng sợ đó. Tiếng hát này không ai khác chính là của bà Huệ. Bà Huệ đang lững thững đi, đột nhiên bà ngẩng đầu, miệng bà lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, đã tìm thấy một kẻ bội bạc rồi." Sau đó bà lại cúi gằm mặt xuống để cho mái tóc phủ che đi gương mặt. Bà lại vừa đi vừa cất giọng ở chỗ Thảo và Nhung. Lúc này Thảo vô cùng bàng hoàng khi câu hát không ngừng vọng lên trong đầu. Đột nhiên phía trước cách Thảo độ 20 mét, thình lình xuất hiện một cái bóng. Trong khung cảnh nhập nhèm, Thảo có thể nhận ra cái bóng đó đang nhìn về mình. Điều đặc biệt hơn cả là tiếng hát quỷ dị chính là của cái bóng này. Hóa ra là một chàng trai trẻ à? Cái bóng trắng thì thầm: Mày là cái thứ gì? Mày là cái thứ gì? Thảo lắp bắp hỏi. Nhận ra sự khác thường của Thảo, Nhung quay đầu để nhìn, nhưng trước mắt cô chỉ là cái hành lang sâu hun hút, chứ làm gì có ai đâu. Anh làm sao thế? Em có thấy ai đâu. Anh làm sao thế? Không, nó đang đứng ở đó mà. Em không nhìn thấy gì ạ? À? Nó kia kìa. Nhung cố gắng nhìn lại một lần nữa nhưng vẫn chẳng thấy gì. Cô quay lại nói: Chắc là do anh mệt quá. Anh đi về nghỉ ngơi đi. Một chút, em ở lại chăm sóc Tuyết cho. Thảo từ lâu đã muốn bỏ chạy nhưng không hiểu vì sao đôi chân của gã chẳng thể cử động được, cứ như là bị chôn sâu xuống dưới nền đất. Không gian nơi đây trở nên âm u, xung quanh chỉ có tiếng lạch cạch vang lên từ bên phòng sắp xếp những dụng cụ y tế. Cơn gió thổi tới làm cho những tán cây ở bên ngoài va vào nhau xào xạc. Cái bóng trắng ở phía trước đang cúi gằm đột nhiên ngẩng phát đầu lên để lộ ra một gương mặt vô cùng đáng sợ. Trên ấy đầy rẫy những sợi gân xanh, đôi mắt đỏ rực vằn màu máu. Đến lúc rồi. Chết thôi. Cái bóng vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên Thảo trở nên đờ đẫn. Đôi mắt mấy giây vừa rồi còn tràn ngập nỗi sợ hãi, bây giờ đã biến thành vô hồn. Anh ta làm ra một hành động vô cùng bất ngờ, xoay người leo lên lan can, rồi dứt khoát nhảy thẳng xuống dưới, mặc dù anh ta đang ở tận trên tầng 4 của bệnh viện. Vì hành động của Thảo quá đỗi bất ngờ cho nên Nhung không kịp làm ra động tác gì. Khi cô phản ứng lại thì người thanh niên đã nằm gục trong vũng máu bê bết ở dưới. Nhung hét lên một tiếng, rồi sợ hãi quá cô ngất lịm đi. Cô không hề hay biết ở sau lưng mình, chỉ độ một đoạn thôi, là một cái bóng trắng đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm xuống cái xác của Thảo. Cái bóng ngoác miệng ra cười, rồi lại cất tiếng hát lanh lảnh. Tiếng hát của Nhung lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. Trong đó có cả bác sĩ Lan, người vừa đi mua cháo, bước vào từ cổng viện. Nghe tiếng hét, Lan vội vàng chạy đến xem là có chuyện gì. Hỡi ôi, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng. Xác của người thanh niên mềm oặt nằm trong vũng máu. Cái xác bị vỡ nát, tay chân còng queo, đặc biệt là phần đầu đã bị chia 5 xẻ 7 như là quả dưa hấu, bị người ta đập.
Nhìn kỹ từ đó còn có những bọt trắng đang nhèo ra. Mùi máu tanh cộng với mùi gây gây làm cho Lan lợm giọng. Từ dưới dạ dày của cô truyền đến những âm thanh ục ục. Phải cố gắng lắm Lan mới nhịn được cơn buồn nôn. Nhìn thảm trạng kinh khủng của cái xác đang nằm ngay đơ dưới đất, lập tức Lan nhận ra người này đã rơi từ trên cao xuống. Lan ngẩng lên quan sát dưới ánh đèn nhập nhèm. Lan mơ hồ thấy một cái bóng đang đứng ở ngay hành lang của tầng 4. Toàn thân của nó trắng toát như được bao phủ một lớp sương mờ ảo. Lan cố gắng nheo mắt nhìn, nhận ra cái bóng có một chút quen thuộc. Thế nhưng cô chưa thể nào đoán ra được nó là ai. Lúc này phía trên đoạn hành lang tầng 4, cái bóng đang chăm chăm nhìn xuống xác người thanh niên. Cảm nhận được có người đang quan sát mình, lập tức nó quay phắt lia mắt nhìn về phía người này. Trong giây phút chỉ thoáng qua như vậy, Lan nhìn thấy dù cách mấy chục mét nhưng cô nhận ra đôi mắt kẻ này màu đỏ như máu, không những vậy còn ẩn chứa một tia sát khí đến giận người. Lan dùng mình không tự chủ được mà lảo đảo lùi lại. Sau khi định thần, cô cố gắng thoát ra khỏi đám người đang bu đông bu đỏ quanh cái xác. Rời khỏi đám đông, Lan lập tức chạy lên tầng 4, chỗ cái bóng quái dị vừa đứng. Vừa đi, trong đầu cô vừa thầm nghĩ kẻ này rất có khả năng sẽ liên quan trực tiếp đến cái chết của người thanh niên. Lên tới nơi, cái bóng trắng đã không còn. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một cô gái trẻ đang nằm rũ rượi ở dưới đất. Và không ai khác, đó chính là Nhung. Trong đầu của Lan hiện lên một suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Ấy là cô gái kia không lẽ cũng đã chết? Lan vội vàng tiến đến kiểm tra. Cho đến khi lại gần nghe được tiếng thở, sờ vào người vẫn ấm, Lan mới yên tâm. Thở hắt ra một hơi, tảng đá đè ở trên ngực cũng được chút bỏ. Tuy rằng Nhung còn sống, nhưng bản thân Lan là một bác sĩ, Lan vẫn muốn cẩn thận kiểm tra lại cho cô ta một lần nữa xem cô ta có bị vết thương nào hay không. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện được điều gì bất thường, Lan mới gọi: Cô gì ơi? Cô gì? Tỉnh lại đi cô, tỉnh lại. Vừa gọi vừa lay lay mấy lần nhưng vẫn không thấy cô gái tỉnh lại. Mãi cho đến khi Lan về sơ cứu bấm huyệt tị thông, Nhung mới từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, phản ứng đầu tiên của cô là bật dậy nhoài người ra lan can rồi gào lên: Anh Thảo! Anh Thảo ơi! Anh Thảo! Đứng ở bên cạnh, Lan giật mình, sợ rằng Nhung rất có thể sẽ làm điều dại dột, vội ôm lấy cô rồi kéo lại về phía sau. Nhung khi thấy xác Thảo nằm trong vũng máu thì gào khóc thất thần, không biết phải làm gì ngoài việc đứng đó nhìn cái xác của Thảo được người ta mang đi. Về phần mình, qua thái độ và lời nói của cô gái trẻ, Lan có thể xác định cái xác chết không nguyên vẹn đang nằm ở bên dưới kia chính là của người thanh niên tên Thảo. Hơn hết, cô gái này có liên quan cùng với nạn nhân. Qua vài phút sau, Lan nói: Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, xin cô đừng quá đau buồn. Nhung đưa tay lên lau nước mắt rồi nghẹn ngào: Dạ vâng. Nhận ra Nhung đã bình tĩnh, Lan tự giới thiệu bản thân rồi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Trong lúc bọn họ đang chờ cơ quan chức năng, có lẽ cũng sẽ hỏi Nhung vài điều. Tôi là Nhung, người vừa mất kia là Thảo, là người yêu của bản thân tôi. Đêm nay bản thân tôi không may gặp tai nạn, cho nên chúng tôi đưa cô ấy vào bệnh viện cấp cứu. Tôi chẳng hiểu sao đang đứng đây để chờ bác sĩ làm phẫu thuật cho bạn tôi, thì đột nhiên anh Thảo bất ngờ lao ra khỏi ban công. Nghe Nhung nói vậy, Lan bất ngờ: Sao? Người ấy bất ngờ lao ra khỏi ban công á? Không lẽ là anh ta tự tử á? Vâng, tại sao lại thế thì tôi cũng không biết được. Hay là anh ấy sợ người yêu anh không qua khỏi, cho nên anh làm điều dại dột. Vậy khi nãy ở đây có hai người thôi, hay có còn ai nữa không? Một người mặc bộ đồ trắng chẳng hạn. Nhung lắc đầu: Khi nãy ở đây chỉ có hai chúng tôi, chứ làm gì có ai đâu. Có điều...
Thấy Nhung ngập ngừng, Lan vội hỏi: có điều làm sao? Có điều thái độ của anh Thảo lạ lắm. Trước khi anh ấy nhào ra lan can thì anh ấy vô cùng sợ hãi, thậm chí thần trí hoảng loạn. Anh cứ luôn mồm nói là mình nghe thấy tiếng hát. Không chỉ thế, anh ấy còn bảo là có người nhìn anh chằm chằm, trong khi tôi có nghe thấy bất kỳ âm thanh hay có nhìn thấy ai đâu. Tiếp tục hỏi thêm một vài vấn đề nhưng không có bất kỳ thông tin nào về bóng người mặc đồ trắng. Lan liền động viên cô gái trẻ một chút rồi quay trở về phòng bệnh của bà Huệ. Tính từ lúc Lan rời đi đến giờ cũng đã đến 3-40 phút. Không những vậy, không hiểu sao đêm nay trong lòng của Lan có dự cảm không tốt. Điều đó khiến cô vô cùng bất an. Quay về phòng bệnh của mẹ, vừa mở cửa bước vào thì toàn thân của Lan run lên vì lạnh. So với nhiệt độ ở bên ngoài, nhiệt độ trong phòng thấp hơn phải đến cả mười mấy độ C. Đưa mắt nhìn một vòng muốn tìm cái điều khiển điều hòa nhưng không thấy. Sợ mẹ bị lạnh, cô nhẹ nhàng tiến về phía giường bà Huệ đang nằm để đắp chăn cho bà. Đến gần giường, cô nghe tiếng mẹ thở đều đều, tâm trạng của Lan cũng yên tâm hơn nhiều. Đưa tay muốn kéo chăn đắp lên thì đột nhiên cổ tay cô bị một bàn tay khác túm chặt lấy. Truyền đến cảm giác đau nhói. Bà Huệ tưởng như vẫn đang ngủ, bất thình lình mở choàng mắt, nhìn chằm chằm thẳng vào Lan. Lan giật mình hét lên. Bà Huệ chỉ thều thào lắc đầu: mẹ không thấy lạnh, không cần đắp chăn đâu, không cần đắp. Dạ vâng, vâng. Lan lắp bắp trả lời: Mẹ có đói không? Con vừa đi mua cháo về. Con lấy cho mẹ ăn một chút. Mẹ không đói, cứ để đấy, lúc nào mẹ đói thì mẹ ăn. Bà Huệ trả lời lạnh nhạt. Bà buông tay con rồi ngỏ ý bà muốn ngủ tiếp. Lan xoay người bước đi, chẳng biết trong đầu cô lúc này nghĩ gì. Chỉ thấy đột nhiên cô cất lời: ở trong bệnh viện vừa có một người nhảy lầu tự tử đó, mẹ có biết không? Bà Huệ vẫn lạnh nhạt: thế à, mẹ có biết gì đâu. Mẹ mệt rồi, mẹ muốn ngủ tiếp. Thấy vậy, Lan cũng im lặng quay về giường mình, nằm xuống ngả lưng nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này Lan không biết, ở phía sau có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn mình chằm chằm. Trên tay của bà Huệ xuất hiện món đồ chơi nhỏ, chính là con búp bê mà Lan nhặt được. Nhìn con, bà Huệ vừa lẩm bẩm ngâm nga mấy câu hát. Một đêm cứ như vậy trôi qua. Đến độ hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, khi Lan tỉnh dậy thấy mẹ vẫn còn ngủ, cô liền nhẹ nhàng mở cửa xuống cổng viện mua đồ ăn sáng, cũng như mua thêm một vài đồ dùng cá nhân. Có lẽ Lan muốn mẹ ở lại bệnh viện thêm một hôm nữa để bác sĩ có thể theo dõi kỹ hơn. Nếu không có chuyện gì thì sau khi tan làm, hai mẹ con sẽ cùng về. Đi qua buồng trực, thấy bác sĩ trực đêm qua đang chuẩn bị dụng cụ y tế đi làm thuốc, Lan ghé vào chào hỏi. Một vị bác sĩ nhận ra Lan: bác sĩ Lan dậy sớm vậy, tình hình của bà Huệ sao rồi? Đêm qua có vấn đề gì không? Lan cười cười: dạ em cảm ơn chị ạ. Mẹ em ổn rồi, chắc là do qua mẹ em không ăn gì cho nên là bị tụt đường huyết thôi. Em đang định cho bà ở lại thêm một ngày, nhờ các anh chị kiểm tra tổng quát một lần. Nếu không có chuyện gì thì em xin phép về. Cứ cho bà ấy ở lại thêm 1-2 ngày nữa. Chiều nay đi làm mấy cái xét nghiệm, ok rồi ông về. Thế đã mua gì cho bà ăn chưa? Cho bà ăn đi, rồi chúng tôi sang làm thuốc cho. Nghe vậy Lan gật đầu: dạ vâng vâng, cô cảm ơn rồi xin phép đi xuống mua cháo cho bà Huệ. 6 giờ bà mới tỉnh giấc, ngủ một giấc dài làm cho tinh thần và sức khỏe của bà có vẻ tốt hơn nhiều. Lúc này Lan cũng đi mua cháo về cho mẹ. Vừa thấy mẹ đã dậy, cô hồ hởi: mẹ dậy rồi à? Mẹ cảm thấy trong người thế nào? Mẹ có thấy chỗ nào không khỏe không? Bà Huệ cười hiền: mẹ dậy rồi, mẹ khỏe, mẹ có sao đâu. Lát nữa con xin bác sĩ cho mẹ về thôi, chứ ở bệnh viện mẹ chẳng quen. Nghe mẹ nói vậy, Lan cũng thở phào. Cô cảm giác mẹ đã trở lại bình thường rồi, không kỳ quái như ngày hôm qua nữa. Lan khẽ giải thích:
mẹ đấy. Mẹ cứ chịu khó ở lại thêm một hôm nữa để bác sĩ kiểm tra. Nếu như không có chuyện gì thì sau khi tan làm hai mẹ con mình cùng về. Giờ mẹ đánh răng rửa mặt rồi ăn đi không cháu nguội. Cả ngày hôm qua rồi mẹ có ăn gì đâu. Cho dù là rất muốn về nhưng cuối cùng bà Huệ vẫn phải đồng ý ở lại viện thêm một ngày. Bà vừa vệ sinh cá nhân ăn sáng xong thì cũng là lúc bác sĩ đẩy cái xe thuốc vào. Nhìn thấy bà Huệ, mọi người cùng cất tiếng hỏi thăm. Dạ, chào bác ạ. Này, bác cảm thấy trong người thế nào? Bác có còn mệt không ạ? Cảm ơn đó, các bác sĩ. Tôi khỏe rồi. Tôi chỉ muốn về nhà. Nhưng mà con Lan, nó không nghe. Nó cứ nhất quyết bảo phải ở lại. Một người nói. Cô Lan, cô làm thế là đúng đấy ạ. Bác cũng nên ở lại kiểm tra cho kỹ. Các cụ ngày xưa vẫn câu là cẩn tắc vô ai nấy. Xong các bác sĩ liền bắt đầu đo huyết áp nhịp tim và cắm thêm truyền dịch cho bà. Trong khi bà được truyền thuốc thì Hồng tiến tới kéo Lan sang một bên. Có lẽ muốn kể lại chuyện mà đêm qua mình gặp phải. Có chuyện gì thế, bác sĩ Hồng? À, không, không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi là trước đây bác gái có hay có hành động bất thường gì không? Bất thường là sao? Lan khó hiểu. Thì ví dụ như là ban đêm bị mộng du đi lại khắp nơi, nói những cái điều khó hiểu, đại loại là như thế đó. Không, trước giờ mẹ tôi có bao giờ như thế đâu. Tôi cũng chưa thấy mẹ bị mộng du bao giờ. Có chuyện gì ở bác sĩ Hồng? Hồng ngập ngừng, trong lòng phân vân, không biết là có nên nói ra hay không. Vì chuyện này thực nó tương đối là khó tin. Không chỉ vậy, Hồng còn sợ Lan lại nghĩ mình nói sằng, nói quậy. Đột nhiên lúc này Hồng cảm thấy như có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Cô dùng mình nổi da gà, sống lưng lạnh như là bị chườm nước đá. Sau lưng có tiếng của bà Huệ. Lan ơi, lấy cho mẹ cốc nước, mẹ khát. Dạ vâng, mẹ đợi con một tí. Lan đáp rồi quay người đi rót nước cho mẹ, để lại một mình Hồng đứng đối diện với bà Huệ. Nhìn Hồng một cái, bà Huệ nở nụ cười. Không hiểu sao khi chứng kiến nụ cười ấy, Hồng không rét mà run. Trong đầu thầm nghĩ, không lẽ là bà Huệ không muốn mình nói chuyện với bác sĩ Lan hay sao? Nụ cười của bà là có ý gì? Hay là bà đang uy hiếp mình? Suy nghĩ thoáng qua một chút, cuối cùng Hồng quyết định tạm thời sẽ chưa nói chuyện đêm qua cho Lan. Cô cho rằng là chuyện này thực cũng chẳng có gì, hoặc cũng có thể là bản thân Hồng đang sợ hãi điều gì đó. Linh tính của Hồng đang mách bảo nếu như mà nói chuyện này ra thì không khéo, mình sẽ gặp sự chẳng lành. Vì còn phải đi kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân. Ở những buồng khác, sau khi làm thuốc cho Bảo Huệ xong, Hồng cùng với các bác sĩ khác xin phép đi ra ngoài. Không chỉ như vậy, ngay cả Lan cũng chẳng thể ở lại được lâu. Cô còn phải đi chuẩn bị họp giao ban như thường lệ. 7 giờ 15 phút sáng tại bệnh viện nơi Lan làm việc, tuy mới chỉ hơn 7 giờ, thế nhưng chuyện về cái chết của người thanh niên tên Thảo đêm qua đã lan truyền đi khắp mọi nơi. Nó dường như trở thành một chủ đề nóng hổi để tất cả mọi người bàn tán khi rảnh rỗi. Người thì nói là anh ta tự tử, người thì cho rằng là anh ta đi thăm người nhà rồi mệt quá chẳng may ngã lộn cổ xuống. Cũng có người lại cho rằng là người thanh niên này bị sát hại. Thế rồi không biết từ đâu trong bệnh viện lại xuất hiện thêm một tin đồn vô cùng đáng sợ. Tin đồn này vô thanh vô thức tuất xuất hiện nhưng lại lan tỏa rất nhanh. Về vụ việc người thanh niên ngã hôm qua, tin đồn về vong hồn của một vị nữ bác sĩ chết trẻ cách đây từ 5 năm về trước. Từ tin đồn này, những người có trí tưởng tượng phong phú lập tức liên tưởng lại hai câu chuyện với nhau, cho rằng chính là vong hồn của nữ bác sĩ đã ám chết người thanh niên xấu số. Câu chuyện đi xa đến mức bây giờ, nó không chỉ dừng lại ở những bệnh nhân, những người nhà, mà nó còn xuất hiện từ miệng của các bác sĩ. Họ đồn đoán, họ truyền tai nhau những mẩu chuyện chẳng rõ thực hư. Nhưng tất cả đều có điểm chung là mang sắc thái liêu trai và kỳ bí.
Rất nhanh những lời đồn đại này chẳng hiểu sao lại đến tai của ông Đức. Ngay lập tức ông ra một chỉ thị khẩn, nghiêm cấm toàn bộ các bác sĩ, cán bộ, công nhân viên của bệnh viện bàn tán về chuyện này. Với lý do mọi người đều là những người có ăn có học, được đào tạo khoa học chính quy, tại sao lại tin vào những lời đồn đoán tâm linh vô lý như vậy? Tin tưởng vào những vong hồn ma quỷ như thế, điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Nếu như ai mà còn cố tình nhắc đến, chắc chắn là ông sẽ kỷ luật rất nặng. Trưa ngày hôm ấy, tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lan quay về phòng bệnh rồi ăn cơm cùng mẹ. Hai người ngồi ăn không lâu thì có tiếng gõ cửa. Lan đứng ra xem, bất ngờ lại là bác sĩ Điệp. Trên tay của anh còn cầm theo một giỏ hoa quả. Bác sĩ Điệp, sao anh lại tới? Tôi nghe nói đêm qua bác gái nhập viện, cho nên sáng nay đi làm tôi phải đến thăm, khổ nỗi nó nhiều việc quá. Chính vì vậy bây giờ mới đến được. Mong cô thông cảm cho. Ê chết, bác sĩ Điệp đừng nói thế. Tôi biết, viện ta ai cũng bận mà. Lan cảm ơn bác sĩ Điệp rồi mời anh vào trong. Thế nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của bác sĩ lại vang lên. Người gọi đến là ông Đức giám đốc. Alo, cháu nghe. Tiếng ông Đức vang thoáng biết ở đầu dây bên kia ông nói gì đó. Điệp vô thức nhìn về phía Lan. Dạ vâng, cháu biết rồi. Cháu cũng đang ở cùng với bác sĩ Lan đây. Nghe Điệp nhắc đến mình, Lan liền hỏi có chuyện gì. Bác sĩ Điệp giải thích. Là giám đốc bệnh viện, bác ấy muốn tôi đưa cô qua phòng. Hình như là có việc gì gấp lắm. Tiếc quá, tôi cũng không thể ở lâu hỏi thăm bác gái. Anh đợi một lát, tôi vào bảo mẹ một câu, rồi mình đi sang bên đấy, chứ không giám đốc lại chờ. Lan đi vào, nói qua với bảo vệ, dặn dò bà cố gắng ăn thêm một chút cơm, rồi nghỉ ngơi. Chiều nay bác sĩ sẽ đưa bà đến để làm thêm một vài xét nghiệm. Nếu như mà các chỉ số của bà bình thường, thì chờ đến khi tan ca, cô sẽ đưa bà về. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.